with the tools. Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay lại với Sài Gòn Đo hôm nay. Thì sau đây em xin giới thiệu sản phẩm của Sài Gòn Đo. Đó là một dòng sản phẩm của bộ công nghiệp. Thì đối với dòng của bộ công nghiệp nó có cái dòng MDF. Thì trong MDF nó sẽ chia ra là MDF melamin hoặc là MDF laminate và dòng MDF veneer. Sau đây em giới thiệu hai cái dòng, đó là MDF melamin và laminate. Đầu tiên đối với melamin thì đây là dòng của gỗ công nghiệp được tạo từ gỗ thiên nhiên và gỗ công nghiệp. Thì đặc bề mặt của nó sẽ có một lớp khoáng khá là mịn, đa dạng mẫu mã, tinh tế, rất là tinh tế. Nó phù hợp cho tất cả các gian phòng chúng ta, ví dụ như là phòng ngủ, phòng làm việc hoặc là văn phòng công sở. Đối với cái dòng MDF melamin này của chúng ta thì nó có những cái ưu điểm khá là vượt trội. Thứ nhất là chống thông ve mối mọt được xử lý khá là triệt để, cho nên mình cũng phải không nhìn được phải lo. Và thứ hai đó là cửa thiết kế khá là nhẹ, và dòng khóa thì mình có thể đối với trong chỗ này tất cả các dòng khóa thì đều có thể sử dụng được, ví dụ là khóa từ, khóa lông tay hoặc là khóa cạc, khóa tròn đều áp dụng được. Thời gian khá là bền bỉ. Nó đặc biệt của nó là chống ồn khá là tốt và chịu nhiệt. Nên là quý khách có thể là lựa chọn cái dòng MDF này để tạo cho chúng ta một cái căn phòng nó khá là sang trọng. With the tools.